Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, thì hôm nay là Sám, đàn cún em của Sám và Bác Điên Khùng thì cũng được mấy ngày tuổi rồi. Hôm nay thì cũng mới bắt được nó ra mà không phải ăn trộm nữa mọi người. Đấy, thì hiện tại là có kể cả Lucy lẫn Nâu đang quanh quẩn ở đây. Sám thì nó đang chờ thấy mình bế con của nó thì nó đang đợi để nó đòi đấy. Nó đòi con của nó. Mark ơi, Mark đây. Bố mượn một tí thôi. Mark, quay về đây. Mark trông đâu? Không nghĩ là không cho lâu chơi. À, không cho lâu chơi. Ai à, đi liếm cái gì kìa? Đây là mọi người ơi. Đàn con của Mark Đi Khùng và Sám đang nằm trong lòng của mình. Sám rất chỉ là xinh gái. Đây chứ Sám nằm đây, con ngồi đây. Đây, con ngồi. Con ngồi. Không thích. Nó không ngồi đâu. Nó canh con nó này. Ừ. Anh nhận canh nhé. Sám, Mark ơi. Này, mày ra mày nhận sản phẩm của mày đi con. Này, giống mày chưa? Ấy, sao con cho mang. Đàn cún con hiện tại giờ chưa thèm mở mắt mọi người này. Chưa mở mắt. Cái ảnh mắc này. Ai đây? Ê thơm, thẹn với Sám. Ê còn đây là Lâu mọi người này. Lâu là con của Lucy. Đấy. Lâu có biệt danh là Lâu Giặc Cướp. Đây là đàn cún con nhé mọi người nhé. Đáng yêu lắm. Ôi trời ơi. Chân nào. Cái chưa thèm mở mắt đâu. Luôn. Đấy con này đen xì. Ôi con này bốn mắt này chồng. Đấy. Ôi trời ơi. Mọi người lấy chưa? Ê, thẹn gì nữa. Rất là đáng yêu. Còn đây mọi người. Đây thằng này mới là thằng giống thằng Mắc Khùng à. Ơi. Bé tí đáng yêu chưa? Ôi Mắc. Con thơm đi, Mắc thơm đi. Ai? Có phải con là con đâu? Trời ơi, bây giờ làm gì để nuôi nhỉ? Hả? Anh nhìn con Sám đi, nhìn nó chơi. Nhìn con Sám đi. Ê dạ, Nhìn con Sám đi, nó chơi năm đây. Đấy, con trông con đi chưa? Nhanh ấy. Đấy, đàn cún con đẹp chưa? Trời ơi, rất là tuyệt vời. Ôi thằng Lâu rồi. Thôi thằng Lâu đi ra đây con. Lâu đi ra đây con. Đấy, để cho anh đàn trải hiện. Cún con về của Sám và Mắc Điên Khùng. Anh Mắc. Mắc làm đây trông con đi con. Ôi sướng. Làm đây. Sướng. Hả? Nằm không? Ôi giời còn đang còn mải liếm, na liếm. Ôi giời, đít nó rắn cấp này mọi người. Mặt lên như kiểu dạng nghe là ấy. Nằm không? Nhanh. Nghe là bộ đây ai đây? Ai đây? Mắc con à? Mắc con à? Thôi không phải thẹn nữa. Mẹ biết rồi, giải không phải cắn mẹ rồi này. Nằm rồi, con nằm rồi. Con nằm đây. Nằm xuống. Nhanh lên. Gớm đi. Nằm xuống đây trông đi. Nằm đây trông em này. Trông con của mày đi. Cho là bú ti đi. Đây cái vếu mày đây này. Đấy. Đây trông để thôi. Đây đây để xem. Ôi trời ơi, ai biết. Ai biết chứ mà chim vào đây. Đây để xem vào. Ôi sợ. Sám vào xem phản ứng thế nào nhá. Ui giời ơi, quây quần. Ui giời ơi, giật mình. Sợ Sám. Đây à. Đấy, hai vợ chồng nói trông con mọi người. Ôi những chú cún con rất là đáng yêu ấy. Mọi người. Anh Mắc ơi. Trời ơi, một gia đình. Ôi, một gia đình. Cho ti. Trời ơi. Không thể tin được. Đây mọi người. Đấy. Sám nằm đây cho con bú con. Trời ơi, Sám nó xinh. Vừa xinh gái vừa ngoan nào. Mắc ơi. Mắc lại còn chăm sóc cùng nữa. Đây, ti đây. Đấy, mọi người thấy ti chưa đây. Đấy. Úi dồi ôi, anh Mắc à. Anh đi dọn nước đá. Ui. Anh đi dọn nước đá cho con anh ấy. Ui giời ơi, anh ấy thôi rồi. Trời ơi, chú cún con. Mọi người thấy chú cún con đáng yêu chưa? Thôi, không phải kiểm tra nữa. Đúng mày đúng à. Thằng Mắc Khùng này đúng à. Đấy, mọi người thấy đàn Sám con đáng yêu. Ui, thằng bố bất đắc dĩ. Dọn vệ sinh. Thằng bố bất đắc dĩ. Đi dọn vệ sinh. Thôi Sáng làm yêu. Sáng làm yêu. Con. Yên cho con ti nhé. Cái thằng Mắc này cứ nhắn ấy nhìn. Ôi giời, cái mặt. Cười, sướng, hài lòng. Đấy, mọi người thấy Mắc Khùng chưa? Trông cái mặt nó. Lo thấy nạ. Mọi người trông cái mặt nó. Trông cái mặt nó buồn cười. Đấy, úi giời ơi, nó niếm dít con á. Dọn vệ sinh nhé. Xịt. Đấy, mọi người thấy đàn Sám con tuyệt vời chưa? Thôi. Ui, con này nó hai cái đốm mà đít đây. Đấy. Con này vá đầu vá đít đi. Đấy, mọi người thấy. Ai không cho bú sờ. Đấy. Con ôi, anh này anh bú này. Anh đang nằm ngang anh bú luôn. Đấy, đàn cún con đang bú. Con của mày, nhưng là cháu của tao. Mày hiểu chưa? Hả Mắc Khùng? Hả? Ôi, con này đốm của người ta đây. Thôi, Sám, con nằm đây ngoan. Sám nằm ngoan đi. Sám. Ôi giời. Thôi đổ trong cây kia mọi người này. Mắc ơi này. Ôi giời. À nó tha. Sáng không, 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 bây giờ con. Không tha được. À vừa nó đòi tha chồng không cho tha đấy. Thế á. Đấy mọi người thấy đáng yêu chưa? Ôi, tao xin. Quá đáng yêu.
À, để ý mà xem sám mẹ kiểu gì nó cũng tha con nó đi đây. Sám năm đây. Kệ đó. Ê mọi người, cái chú cuốn con đáng yêu. Thế còn thằng Mắc Khùng. Nhưng thằng Mắc nó có trách nhiệm nha chồng nhỉ. Ừ. Nó rất là trách nhiệm nhá. Đùa. Yeah. Yeah ơi cái. Cái loại mày đúng là na niếm lắm con ạ. Mày đúng là. À bác ơi ạ. Mẹ đánh nhá. Chửa. Ôi giời, khiếp. Nói đánh con nó. Nói đánh con nó cả sám cả mắt nó vào lo đòi phản đối. Cắn miếng à. À gà. Cắn à. Rồi. Thế đây, các về đi. Đấy mọi người thấy chưa? Cái đàn cún ôi, con. Ôi nhưng mà thôi để mẹ mượn tí. Biết rồi. Thôi, được rồi, kệ nó cho nó cắp về dần xem nào. Xem nó như nào nào. Xa đấy, à? Này hơi xa. Bây giờ nha, chồng tin đi qua cái lưới bờ rào kia mà vợ đưa quá này nó đứng ngoài để nó mang vào. Ừ. Đấy mọi người thấy đàn con của Mắc điên khùng chưa? Đấy, đáng yêu tuyệt vời luôn. Trông này, trông thằng Mắc với thằng Sám này. Ui giời thằng Sám nó nằm đây rồi. Thôi để yên nó nằm, đừng ấy nó. Được không? Đừng ấy chân vào nó để nó ấy. Thằng Mắc à. Ui giời. Chăm sóc vợ đẻ à. Tao lệ mày sao Sám Mắc ạ. À? Tao lệ mày luôn đấy này. Mọi người nhìn nó. Trồng cái loại này. Đúng rồi. Ui giời lại còn nhìn. Bú đi. Thẹn. Nó thẹn đấy nhá chồng nhá, nó biết nó thẹn. Đấy là đàn cún con đáng yêu mọi nhưng người. Nhưng không phải nói gì, nhưng con Mắc cực kỳ có trách nhiệm. Ừ. Mà công nhận như thế, trông nhìn Sám bây giờ nó cũng đỡ rồi mọi người này, nó không còn dữ như lúc đầu nữa. Nhưng cái lúc nó mới đẻ nó dữ lắm ấy. Không ai sờ được vào con của nó đâu, kể cả bản thân mình nhé. À, mọi người nhìn những chú cún con này, đáng yêu chưa? Đấy, những chú cún con. Đấy, đấy. Má tè đấy, Sám. Mắc. Không hiểu đi. Trông cái mặt. Ui giời. Này, chồng mày. Ông giáo ở mắt. Quyền ơi, nhìn mặt ở mắt. Ui giời. Con kêu nó đi rõ ràng. Nó thẹn rồi đây mà. Chụp cái mặt thẹn của nó. Hả? Giáo có. Hả? Giáo á? Cái gì ấy? Cái gì ấy kêu ấy? Nó không biết làm sao ấy. À, nó tha đi này. Thôi, cắn tao con. Thôi, để tí nữa mẹ bê ra giả. Thôi Sám ơi. Sám ơi. Hả? Để con bê lắc thôi, bố xin xong không tha nữa, bố mang bố trả. Thôi mang giả nhá. Đấy mọi người thấy chưa, đấy nó sẽ bản năng của chó mẹ nó là như thế đấy mọi người. Đây mọi người nhìn thấy một đám cục vàng ạ. Thôi bố chín. Thôi, dạ, đừng cắn em đấy, đừng cắn con đấy. Như kiểu người là bế đấy chồng. Mang đi bố trả. Thôi được rồi. Anh Quyền bế đỡ anh Tài đi. Để mang ra trả một lượt đi. Mang ra nó trả đó không? Nó đòi. Ơi mọi người, phải mang ra trả thôi không? Nó đòi rồi. Cho chơi thế rồi. Ra cho vợ mới đi ạ. Khổ lắm. Đi đây. Ra vợ mới đi. Đó. Anh Quyền đây để cho anh Tài mang ra đấy. Xong rồi là anh đứng ở đây là. Xong rồi để em đưa qua đây xem là nó có nghe không. Cháu đi đằng đấy nhá. Đấy, anh ngồi đây nha tí. Ngồi xuống tí. Cho nó, đưa cho con Sám đây xem nó có tha vào. Đây mọi người nhá. Nó chạy theo về ổ của nó mọi người. Đấy, đón đường. Đây cho nó vào cái chỗ trúng ấy, chỗ trúng nhất ấy, nó nằm ở cái chỗ trúng nhất ấy. Đấy. Thế là con này nó cũng biết tha nhở, lúc nóng nó cho con xuống chỗ khác, rồi lúc lạnh cho con xuống chỗ khác. Đấy. Nó đang nằm cho con bú rồi, cho vợ đưa đây. Để cho anh Việt với em, để em cho nó ấy thôi. Để ra ngoài nó tha. Đấy mọi người nhá, thì hôm nay mình cho mọi người xem đàn cún con của Mắc và xem phản ứng của Mắc với Sám nó sẽ như nào. Thì video mình cũng xin kết thúc ở đây nhá mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sám ở từ vùng cao. Xin chào tất cả mọi người nhá. Nhưng mà tóm lại thì vợ nhìn mặt thằng Mắc thì như cái kiểu dạ anh mình có biết gì đâu ấy. Không có tội. Đấy.